À, mọi người chúng ta à, hạnh phúc nhất là mình thường nghĩ thiện pháp à, mà không có thiện pháp nào bằng niệm phật nói tóm lại là hạnh phúc nhất là mỗi ngày được niệm phật vị nhé mình niệm phật giết rồi à, người mình không dám suy nghĩ những điều ác những việc muốn hại người khi mình nghĩ những việc uh, hại người thì tức khắc tâm mình bất an à, nên mới biết rằng là những người mà người ta uh, có tâm trộm cấp người ta bị bất an lắm, sợ dữ lắm những người này đa phần uh, họ sẽ bị bệnh tim nặng nề lắm. tại vì sao lo sợ giết nó bị uh, thành cái quả vậy luôn uh, giống như uh, có câu chuyện vị hòa thượng hư văn có người đến chùa của ngài mà ăn trộm gạo ngài kêu hốt gạo nhiều thêm đi cho thêm đấy ngài nói một câu rằng khổ quá mới đi ăn trộm khổ quá mới đi đến đến chùa ăn trộm gạo chỉ có cái tâm khoan dung vậy thôi mà độ người ăn trộm đó nghĩ. Mọi người chúng ta phải tin nhân quả chỗ này. Nếu như mà không có cái phước đó lấy cổ người ta chưa đem đi được bị bắt cổ mình cũng bị lấy luôn. Có những người chạy chiếc xe lại ăn cắp đồ của người ta mà cái món đồ nó không có giá trị bằng chiếc xe vừa ghim cái món đồ lên bị người ta chập cổ lấy đồ lại lấy luôn chiếc xe bắt ảnh luôn nên đại lão ở thượng tịnh không ngày giảng ngày nói một câu rằng nếu như con người mà có thể đi ăn trộm được hoặc là chiếm hữu của người ta thì cái việc này không bao giờ có Hãy nhớ kỹ chỗ này. Ăn chợm, ăn cắp, giật đồ đều là phước trong mạng mình phải nhiều hơn cái món đồ đó. Khi mình lấy được thì mình đã tổn cái phước trong mạng mình rất nhiều mà lại mang cái tội ăn chợm, ăn cắp. Đời đời kiếp kiếp nghèo nàn. Nên người mà hiểu nguyên lý này tự nhiên đồ đạc của cái người khác mình sẽ không bao giờ dám ăn chợm, ăn cắp. Vì mình dính vào vào thời ăn chợ ăn cắp thì nghèo khổ đời đời kiếp kiếp. Mà không phải ăn chợ ăn cắp của người ta được mà là do gì? Phước trong mạng mình có dư hơn. Mình lấy là mình đã bị tổn hơn nhiều rồi. Nên bản thân mình không thể nào làm chuyện thiệt thòi đó được. Có khi mình ở ngoài đời mình thấy có những người mà giật xe người ta chạy ngoài đường mà. Người ta đuổi theo người ta bắt mà giống như đem mạng đem cái mạng để mà gọi là đi lấy cái cổ lại cái vị nhìn thấy ghê lắm chạy xe ngoài đường mà vượt theo mà để mà lấy xe lại còn người mà lấy xe người ta mà chạy thì thôi bán súng bắn chết. mà đi chạy đến cái chỗ nào rồi khi bị bị xô xe té xuống bị bắt lại thì quýnh đập ghê lắm quý vị ơi bu lại quýnh mình thấy bởi đó những đứa coi công đoạn mà bu lại mà đánh mà mỗi người Ai cũng bu lễ đánh. Đánh quá trời đánh luôn. Ừ. Mình nhìn cái cảnh tượng đó. Mình dạy đứa con bên cạnh mình. Dạy con mình. Khi mà Anh coi vô, con động mình chỉ đứa con. Cái này mình con quá nhớ. À. Sau này tuyệt đối không làm nghề này. Là trên Vì con đất làm đất. nghề này. Gia đình con. Sẽ bắt an. Khi con đi ăn chợ băng cắp. Con đem về thì vui ăn uống. Nhưng mà gia đình nào. con sẽ rất sợ hãi. Vì một ngày nào thế nào con cũng bị bắt bị đánh đập vô cùng nên từ nơi đó mà chúng ta nghe đạo được phải hướng dẫn cho con cháu của mình tránh cái tội trộm cắp mà đứa con nít từ khi còn nhỏ dạy nó tránh cái tội trộm cắp tham lam và dạy con cháu của mình có trung nghĩa thì sau này lớn lên hình thành cái đạo đức đó quý vị biết rằng là cái đạo đức đó mà hình thành được thì không có đồng tiền nào mà so sánh bằng cái nhân cách đó hết quý vị cái này rất là quan trọng cái đứa con của mình từ khi còn nhỏ được dạy như vậy lớn lên nó trong nghề nào nó cũng có thể thành công vì sao nó không có tâm chậm cấp nên được cái phước báo rất là lớn nên mọi người phải nhớ nên chúng ta mỗi ngày niệm phật lễ phật Người trong nhà mình Người ta nhìn thấy mình Niệm Phật lễ Phật Có những người ta không hiểu ta nói Làm gì tối ngày niệm Phật lễ Phật gì hoài vậy ta Nhưng mà Khi quý vị mà lúc nào cũng được an lạc nội tâm Thì biết nha Có những người mình tu tập người ta đến gần mình ta thích Đến gần mình ta rất là thích Có nhiều người ta nói rằng Ta đến gần mình ta cảm giác như người ta hưởng được cái bình an Hưởng được cái bình an Cái từ trường bình an mình nó lan tỏa ra khi quý vị có được nhân duyên đó Thì cái duyên độ xanh quý vị bắt đầu nó mạnh Người trong nhà bắt đầu bị cảm hóa Nhưng đừng giỏi gấp gáp Phải cố gắng dụng công tu Dụng công tu chừng nào mà mang tâm tha thứ quý vị Mang tâm tha thứ đó. Nên đó, Những đứa đã từng thấy có những người quý vị Rất giàu sang đến khi cận tới nghiệp chết Họ phải cố gắng dùng hết sức lực của họ cuối cùng Để dặn người thân của họ Đi đòi tiền dùm cho họ mấy chỗ Mà người ta còn thiếu Ghê chứ quý vị Ý niệm cuối cùng là như vậy quý vị Có nghĩa là cái thế gian này Mình đã quá bận tâm Quá bận tâm rồi Quá bỏ vào nó nhiều rồi Và tạo nghiệp vì nó quá nhiều luôn rồi Vậy mà khi cặn tới nghiệp gần mắt Là dùng hết sức lực Còn một chút lại Để nói cho người thân biết là những món nợ mà người khác thiếu để đi đòi giùm mà đòi giùm như thế giờ quý vị mình thích queo well rồi giờ mình cầm theo được gì đâu mà đòi giùm phải không nên cái phước báo nhất của con người sống trong cuộc đời này mỗi ngày mình nghĩ thiện pháp mỗi ngày mình nghĩ những việc thiện việc tốt mỗi ngày mình nghĩ những việc lợi ích cho mọi người đây là phúc báo lớn nhất nhớ kỹ tại vì sao đây là cái mình cầm theo được nè quý vị ơi nên những người mà ở trong đạo tràng trên không chung của mình này mỗi ngày mà vào tu gì nè những đức nói dù mình là cư sĩ quý vị đại phước báo bị biết ấy, có những người người ta muốn tu tập người ta không thể nào tu tập được vì sao chứ ai lo cho họ mà tu rồi tu tập xong ra ai nấu cơm cho ăn rồi gia đình chuyện tùm lum kìa. Nhưng mà chỉ cần quý vị quyết tâm cố gắng niệm Phật tự nhiên có một cái sự Phật sắp xếp làm sao? Ví dụ như cô bé Tư rồi thấy tu suốt. Có khi những đứa thấy mà bằng đêm mà 12 giờ phía thấy bà lễ Phật. Bà là chắc muốn giảng sanh lắm. Đó. <laughs> đó. Nên đó. từ nơi đó mà phải cố gắng, phải nỗ lực dữ lắm quý vị ơi. Ừ chứ không phải chuyện giỡn đâu. Cái này là mình mình làm cho mình mà mình phải nỗ lực cố gắng lên. Nên dùng mọi cách để bản thân mình cố gắng làm sao được tiếp nhận câu Phật hiệu. Gần gũi được câu Phật hiệu. Dùng mọi cách luôn. Nhớ kỹ. Không có ai cản mình niệm Phật. Chỉ do mình không niệm thôi. Người ta có thể cản bên ngoài. Nhưng cái tâm mình niệm ai mà cản được. Nên cái câu chuyện nghịch duyên á. Người chồng dùng mọi cách để cản vợ niệm Phật. Ăn chay Cuối cùng người chồng lại gặp mấy người bạn Người chồng nói một câu gì này Cái việc niệm Phật cản có được mày ơi Tao cản nó niệm Phật Nó niệm trong tâm tao không biết Tao cản không được Nên cái việc niệm Phật này cản có được mày ơi Ví dụ như tao gặp nó niệm Phật lễ Phật Tao lỡ tao tao, tao, xô bằng thờ Tao lấy hình ra tao không cho nó lễ Tao kêu nó đi làm việc Nhưng mà cuối cùng trong tâm nó niệm Tao không cản được Thì thấy không mà càng ép bà chuyện nào Thì bà càng muốn niệm Phật chuyện đấy Thì bị nhớ nha Trong cuộc đời này mình càng khổ như nào Mình càng muốn niệm Phật chuyện đấy Vì mình thấy chỉ có niệm Phật mình mới thoát khổ được Có nghĩa là chỉ có niệm Phật mình mới mở con đường được Đại lão và tự định không thì nói một câu này nè. Cuộc đời tôi đi tu gian chung Gặp nhiều sự trở ngại ghê lắm Nó. Nghĩa là bà hàng quán trưởng mà bảo hộ gì cái thời điểm đó hòa thượng không nói là muốn giảng kinh thiết pháp không ai chứa không ai chứa vào trong chùa hỏi ông vào đây tu như thế nào nó muốn tu tập như vậy giảng kinh thiết pháp nếu như theo chiều hướng mà đi cúng thì được còn nếu giảng kinh thiết pháp không chấp nhận thời điểm đó hòa thượng không kể kể gì đó Cuối cùng đi không có chỗ nào ở Cuối cùng bà hàng quán trưởng bà Cho ở Nhà của bà mấy tầng bà cho ở trên lầu Cho ở trên lầu Mà ở bà hộ trì nhiệt tình hết mình Cho hòa thượng không Sau này giống như Lập ra một cái nơi mà đậu tràng niệm Phật Đến khi bà hàng quán trưởng bà mắc đi con mà hàng quán trưởng không chấp nhận cho mời Mờ đi hết luôn. Tiếp tục đi nữa. Có nghĩa là cuộc đời và tự tình không đi. Tu hành cũng gian chung vô cùng. Ở đâu người ta hỗ hộ trì một thời gian ta không hộ trì nữa. Phải xách gói đi. Không? Nên Ngài nói rằng mỗi lần gặp một sự trở ngại là mỗi lần tiến tu. Tu hành mỗi lần gặp một sự trở ngại là mỗi lần tiến tu. Giống như bị bị phiền não là nhỏ đó Bị một lần phiền não Mà niệm Phật hết là tiếng tu Tin có vật hiệu thêm Mỗi một lần bị một cái gì Mà mình vượt qua được Là tăng cảnh giới Nên mỗi lần mình buồn, mình giận Hay mình mắc cổ, hay mình bị Bị người ta lấy chồng, lấy vợ Hay là cái gì Bản thân mình bình tĩnh ngồi suy nghĩ về nhân quả Mình vượt qua được Là mỗi lần mới bị tiếng tu Nhớ kỹ nghe quý vị Nhớ đó nên thí dụ như Kỳ này những đức gặp trở ngại Những đức vượt qua được là do những đức tu Thì những đức tiến tu Còn nếu kỳ này mà không vượt qua được Thì tiêu luôn Không vượt qua được thì tiêu luôn quý vị Vượt qua được thì tiến tu Không vượt qua được thì tiêu luôn Đó. Nên bản thân mình phải biết thương mình Phải nghĩ với thế giới cực lạc Bản thân mình phải nỗ lực cố gắng Nên mỗi lần những đức lên tu tập Những đức nhìn bao nhiêu thành viên tu này Những đức nói công nhận mình là cư sĩ có phước thiệt biết, rất là có phước luôn Thì biết rằng có những người người ta không thể nào có thời gian dụng công tu mà người ta biện luận cho cái không dụng công tu của người ta ta nói câu gì nè tu hành đâu phải lên trên điện nhiều là hay đâu cho bị biết rằng có khi ấy, cái tâm ma của mình nó dẫn dụ mình ghê lắm cái dẫn dụ mình ghê lắm quý vị giảng dụ mình giết mà bản thân mình dù ở trong chùa mà không tu một thờ luôn quý vị à, mình cũng lý luận ra luôn á lý luận ra rằng là mình mỗi ngày làm bao nhiêu việc tốt việc thiện gì còn hơn những người mà lên chánh điện tu mà khỏi sáng si à, nhưng phạm phu mình nhất định chúng ta phải có thời gian để dụng công tu có thời gian phải niệm phật lễ phật và công phu phải có thời gian Nhất định phải có thời gian Khi mình có dụng công thời gian tu tập Thì cái tâm mình nó dịu xuống Có người mình nó nhẹ nhàng Thí dụ như giờ các cô đi nếu mà không tu tập tính tình của cô khó khăn Nhưng mà mấy cô có tu tập viết từ từ rồi mấy cô dễ tính Ví dụ như ông trọng la mình ngày xưa mình cử lại Bây giờ mình không cử nữa Không đi làm gì mệt không chửi mình Mình không chửi lại Tự nhiên ta thấy rằng ồ mình chửi người ta mà ta không chửi lại thấy tội nghiệp không cái người niệm phật mình ta chửi mình không chửi lên ta nhìn tội nghiệp nghe mà mình chửi lại là người ta thấy ghét, mình chửi lại cái người ta nói vậy nè, tu hay quá mỗi ngày lễ phật, nghe cái ông nói chuyện cuối cùng tao chửi mày mày chửi lại, xong mình tức mình nói, ủa sao á, à, ai muốn ông chửi tao chi, tao đâu có tu đâu, tao đâu có tu đi thì tao chửi mày thôi, còn mày tu mà tao chửi mày mày chửi lại mày mày dở quá, tao mà chịu tu đi mày chửi tao đố tao chửi lại luôn, thấy chưa? người ta nói cái, mình tức càng tức thêm nữa nói cuối cùng đó cái đầu lúc đó mình tức là mình nói là giờ tôi nghĩ tu tôi chữ ông nè nói gờ tiêu rồi tiêu đó phá sạch nhất chân rồi đó thấy chưa nên mình hết sức cẩn thận mình tu tập đó, là mình phải bị khảo đảo mình nói cái gì ra cái tao nói ở tu mà mình mình nói gì ra tao nói niệm phật mà nói niệm phật nhiều lắm mà mình nói gì ra cái ủa bọn thầy dạy mình vậy hả mình tức lắm không phải giỡn đâu quý vị nên quý vị hết sức là cẩn thận. Lúc đó bị vượt qua được hay không là cảnh giới bị tu tiến hay không đó. À, có khi nói mình nghe, mình không tức. Nói, ồ thầy dạy mình vậy đó hả? À, ông nhớ nghe, ông nhớ nghe. Nói tôi được rồi nói, đừng nói thầy tôi nghe không? Ông có lỗi gì được nói ông nghe không? À, rồi xong, trọng tức thêm. Ủa? Ủa tao nói không được hả? Tức thêm, tức thêm, thấy chưa? Nên quý vị nhớ rằng, bất cứ ai trong cuộc đời này cũng có thể bị nói hết. Mình đều giữ cái tâm mình Ai bị nói cũng được chứ nghe. Thí dụ như bây giờ đi mình tu tập đi Mà mà tự nhiên chồng trong nhà mình Chữ những đức Thì quý vị biết những đức đã từng chữ ổng Trong nhiều đời nhiều kiếp Nên bây giờ không gặp mặt nhau mà ổng chữ chơi vậy đó được không Mình phải để cho ổng chữ Để tiêu nghiệp Thấy không mình phải tin nhân quả đến mức như vậy đó nhân quả bản thân mình cũng tin mà nhân quả người khác cũng tin nó có những việc như cha mẹ mình đi tự nhiên chồng mình sống với chồng mình chồng nó chữ cha mẹ mình nói ông nhớ nghe ông chữ tôi thì sao cũng được nghe ông chữ cha mẹ tôi là không được nghe không phải cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp cũng chữ thằng này bây giờ đến lúc đủ duyên là nó chữ lại à mình niệm vật mình chịu hết bị chữ không có chết <laughs> bị chữ không có chết đâu đừng có lo chữ rồi thì cũng xong tôi có gì đâu vì ngồi suy nghĩ kỹ đi con người ta do cái ngã quý vị nên cái hạnh tu hành là vô ngã vị tha là mình phải rèn đó. Có người là do cái ngã. Cái ngã. Mình thương ai, ai chỉ cần nói người đó là mình tức, mình chửi theo. Đó, cái ngã quý vị. Nên mình tu mình tin nhân quả đến mức mà chửi mình cũng được, Chửi người ta cũng được. Chửi người thân cũng được, Chửi ai chửi đi. Không có sao đâu. Thì tiếp tục mà niệm Phật. Ừ, tiếp tục mà niệm Phật. Họ chửi tá lã anh binh chứ. Mình tu mình còn hồi hướng cho họ. Nam mô gì đà Phật cầu nguyện Phật gia hộ cho họ chữ chữ cho cái miệng đừng bị méo Mình... <laughs> Mình... cầu nguyện vậy chứ cũng mắc cười lắm quý vị nó mô với đạo Phật Phật gia hộ cho họ chữ chữ cái miệng đừng có méo <laughs> không phải đơn giản đâu quý vị ơi chữ người ta viết nó bị chứ không phải chuyện dẫn đâu ừ khi nó bị cái này bị cái kia nó lạ lắm tại vì mình chửi nó giết mình tức mà mình tức thì nó bị cái sợi dây mà cái sợi dây thần kinh miệng hay là hay thần kinh chân thần kinh thần kinh tay nó bị nó bị giật <laughs> bởi vì con thấy cái người mà tức thiệt là tức đi họ là do nóng tính mà ra họ bị giật giật méo này méo nọ tùm lum lá thấy không nên đi vị nhớ mình phải cố gắng giữ cái tâm của mình hạnh phúc nhất là mình không có sân si ít sân si là thấy hạnh phúc rồi đó nên mình mỗi ngày mình lên mình tu nghe nhớ kỹ nghe phải giữ cái tâm đó những điều như đức nhắc nhở đây chắc chắn chúng ta sẽ gặp đó quý vị chúng ta sẽ gặp đó chứ không phải không gặp đâu Nha quý vị biết nhưng những đức còn bị chữ tê tu mà quý vị không bị chữ nữa thôi muốn giảng sanh mà kêu không chữ <laughs> không chữ nó nói mình tùm lum tùm lá vẫn đó quý vị Em không kệ người ta mình lo mình niệm phật thôi đâu có sao đâu Nà, cái đó là quý vị biết mình tu có kết quả rồi đó nó cố gắng nghe nó niệm phật niệm phật ta chửi cái niệm phật đi à, cái niệm phật lúc mà mình đang lễ phật ông đứng xì xì với mặt mình xì xì với mặt mình à, có nhiều bà nhát ấy, bà đang lễ phật phía trước ông phía sau ông chửi mà ông quơ quơ tay bà nhìn thấy cái bóng ở dưới dưới gạch sợ nó quất vô đầu đang lễ phật mà mắt liếc 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 đừng có liếc lễ luôn nó bữa kệ nó, nó bữa kệ nó giống như có bà đó bà đang ngồi nghe nói chuyện, chồng đi qua lại nó không dám tắt cái tivi, nó đi qua lại qua lại qua lại, nó nhìn, nó nhìn, 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 nó, nó nhìn, nhìn, nhìn 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 nó nhìn 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 đi qua lại, chàng ô bà hú hồn Nó cứ, cứ quay tới quay lui sợ, thấy không, nó, mình bình tĩnh mình lo mình ngồi mình mình coi mình nghe pháp mình đi phát bình thường, hiểu không? Nó... Nó... nó nó lấy tay nó bứa lên đầu một cái Nhũi đầu một cái mình tiếp tục nữa dông cái nhũi đầu một cái tiếp tục nữa đó trong cái lúc đó quý vị sẽ tự nhiên phát cái tâm ra cầu cúi phật a di đà cái lúc đó quý vị niệm phật hay quý vị lễ phật gì nó cảm ứng dữ lắm quý vị cảm ứng dữ lắm tại cái lúc đó nó 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 nó, tha thiết lắm mấy vị vì thí nghiệm thử đi cái lúc mà bị bị chửi rồi te tôi khổ đau vì niệm phật thì khác cái lúc bình thường À, lúc đó quý vị mới thấy đúng là cha di đà từ bi Chỉ có cha mới thương con và và giống như mà, mà nghe tâm sự con thôi Đúng không? Đó thì câu bọt hiểu hay lắm vì cố gắng Chúc quý vị an lạc nha Ai di đà Phật Ai di đà Phật Ai di đà Phật à, Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý ơi Ai di đà Phật Ai di đà Phật Bữa nay vô được cái dung này Mình quá thầy ơi